À, xin chào anh em. Giờ cũng 8 giờ rưỡi rồi. Lại thực hiện cách ly tốt. Ở nhà chịch với ông bố vợ. Giờ này mới ngồi dậy nổi nha mày. Trời đuối luôn. À, nãy trong lúc đang nhậu á. À, cũng có một số anh em gọi. Cái điện thoại hết pin nữa. Bây giờ mới ngồi dậy nổi mẹ làm được tí cơm và lên chiếc vị và cho anh em xem chơi. Giờ có vài điều tâm sự muốn tỏ tình cùng với mấy anh. Cái này lỗi quá trình vận chuyển nè, nắp mũi cái này phép nghỉ trong quá trình di chuyển đó, cái chân bên kia đó, để đây nè, cũng như là rồi nó cọ sát tiếp nha, đẹp. Cái này chỉ nắp nhựa thôi, này mua vẫn có nha anh. Rồi lắp quan trọng có lốc sơn ở trong là đẹp. À, ủa hello con gái. Cơ bản là xe rất là đẹp. Cái yên ở trong mà mấy nhỏ mà nó vệ sinh nó cái là nhìn đã lắm nha mình. Tiếc cái là nó không có chùi rửa vẫn để nè, rất là dơ, bụi dơ đó, nhưng mà còn những ính luôn, những cái chi tiết này rất là đẹp, yên yết nhìn kia đều còn nó trơn luôn, rin luôn. Huyền thoại nha mình, Suviva. À da, xe này hết xăng rồi. Xăng rồi xong rồi cho anh cái máy đây. Nói để mình dọn xe chứ. Không nói chứ không nổi tức. Nè, dọn xe mà ở trong này nó dơ gì. Xăng này có 100 vô. À, xe khá là đẹp nha mà. Nó còn nguyên bản luôn. Ngồi nhậu mà em ngộ ra một số nguyên nhân là tại sao một số xe cũ người ta bán đi rồi người ta không thu lại là em biết nguyên nhân rồi. Số là nãy em đang ngồi nhậu với anh bố vợ với anh rể đồ bò đẹp quá. Cái có anh nói gọi lại gọi Zalo mấy cuộc mà anh nói thì cái tánh thì em cũng hiểu rồi, gọi Zalo em cũng thèm nghe những khi đang nhậu rồi xong rồi cái ảnh mới gọi lại cái cuộc gọi điện thoại. Zalo em nghe gọi điện thoại alo phép hả. Anh muốn đổi cái Suviva của mày, anh muốn đổi cái chiếc GDX anh mua của mày đổi Suviva mà mình biết ra điều kiện như sao không. Chứ gỡ tới hồi trước em bán cảnh đâu 10 11 triệu gì đó. Em không nhớ năm lâu rồi, mấy tháng rồi. Rồi xong quay lại. Anh muốn đổi Suva này nè, Suva có ủa để trước Suva 18 triệu mày đó. Anh bù mày 6 triệu nha. Ủa, 6 triệu, 6 triệu, 8 triệu ta. 6 triệu vậy đó. Tóm lum la gì? Ồ. Mình cũng nhớ anh đi, anh tên Lợi gì đó, anh Văn á. Ông này cũng khùng vãi vậy. À, lốc đẹp quá đẹp mà. Xe mình bán chảnh là 10 11 triệu rồi, chứ GDX. Mà xe này mình bán 18 triệu. Mà cái tính em thì nào giờ mà anh biết rồi đó. Giá em báo trên YouTube được bao đời này em bớt đâu. Bù em bù với mày 6 triệu. Ồ má ngồi suy nghĩ mấy người khôn như anh của em nhiều quá rồi, em tự động cách ly anh luôn. Em mà chắc xe em bán ra em không thu lại của anh đây, khi thu lại thì nó khó bán quá, rồi cho nó xong đi mà.
À, bởi vì đó cũng là cái nguyên nhân mà cái thằng mà bán xe đi rồi nó không thu lại á. Anh công nhận anh khùng thật á. Mấy người khùng của như anh của em nó nhiều. Em thì cái tính anh bộc trực, thẳng cắn. Thích thì nó thích, không thích thì không thích. Em thì nói chung là chả ngại. Em nói với anh á, cái xã hội này á nó rất là nhiều anh em tốt. Cái gì mà không hay mình cứ bỏ đi, để chỗ trống chừa cho anh em tốt ta nhảy vô, thấy không, là cái cuộc sống này nó tốt. Em đang quay với anh cái điện thoại Note 9 này, ngày nãy ăn cơm mà xỉn mới tỉnh dậy mà ngồi kêu suy nghĩ lên nó sao nó ức chế sao đó chịu nổi. Em đang xài cái điện thoại Note 9 hồi đó em mua hai mấy triệu nè, hồi chắc em vô thế giới di động em cũng đổi nó quá, đổi giống kiểu anh vậy đó. Được không mấy anh? Quá trời trâu bò đẹp. Ô mà ra cái điều kiện như thế, phải ít nhất gì nói một câu nhìn cái trâu bò này. Ừ, à nói một câu anh tại anh thích su vi va phép ơi. Em cũng thích nữa anh. Em cũng thích giống anh vậy đó. À, giờ em đang thích Note 10 á. Mà đổi như kiểu anh là em chơi đó, em lên vô thế giới di động em đổi. Ở mấy người khôn giống anh quê em nó đầy nhiều lắm. Phải nói một câu mắc ruột, ừ anh đổi anh bù em 10 triệu, 8 triệu, 9, 9 triệu, 10 triệu gì. À, trong quá trình à, ngồi nhậu một khi có chén men chén bia vô một khi còn à, tánh tình một khi cũng đang nóng nóng một khi còn có thể mà ngưng lại mà ngồi thương lượng rồi mai anh qua anh em mình cà phê nói chuyện rồi chơi. Ở đâu mà đưa ra như là 6 triệu bạc vậy đó không nhớ. Mặt xe đó anh mình bán trỏng 10 11 triệu vậy. Chứ biết bằng số 66 không nhớ. Nói cho anh nghe luôn, anh coi clip mà anh cho anh nghe luôn. À, những người mà xài đồ xài xe thì điện thoại nếu mà đổi kiểu anh như thì cái thằng bán chắc anh đổi mỗi tay đấy. Nổ máy cái nha mày. Nó còn chút xíu xăng à, đi đủ nổ nữa nè. Dọn xe nè, hồi chụp hình nè, gửi chửi nữa nè. Dọn xe rất là như con cặc đây. Quá trời máy chỉnh nha. Cái cụm nó còn kim tiếng nha mày. Cái cụm đó đó. Cụm rin. Đó. Tức là nói như thế này là nói với anh là rất là ít chạy đó, nó còn kim tiếng nha anh, đúng như nó là vậy đó. Anh em nào mà xài V3 rồi hiểu, còn nếu mà ta đi nhiều á, xài nhiều đậu ngoài nắng ngoài mưa nhiều á thì mấy kim tiếng này nó bào mòn hết nha anh. Quên em nói xe này nó có lỗi bên cái bồ đây, nó bị đâu rồi đó cái bồ nó đó nha anh, nó nhưng mà nó không có mắc tiếng. Đó, nó bị như thế này đó. Về mà anh tìm cách xử lý. À, xe lỗi chỗ nào thì em báo cáo với anh. Còn ở ngoài thì nói với anh nó đẹp thì thôi thôi. Đẹp lắm, ốc nháy này. À, cái máy thôi. Cần chết nha mày. Máy cần chết luôn. Dữ lắm luôn. Này em giờ mà lên đi rồi nó đập đập lắm nha các anh, đẹp lắm. Tắt máy thôi, máy thì không còn không có gì phải nghe hết trơn các anh. Nó cực kỳ anh phái Suiva, ok em cũng rất phái Suiva. Nhưng mà đổi như kiểu anh thế thì em cũng thua rồi ông cháu ạ. Cái nắp này còn zin nữa nha mày, zin nữa dẻo rất là khích, còn zin hết luôn kể cả cái chân cắt chân. Tự cho ra điều kiện nói chung là
hết ý kiến luôn, quá đẹp nha. Mà lốc cục máy là cực kỳ. Xe này mà anh em mà rảnh mà lột dần áo ra một cái là ở trong nó đẹp thì thôi nữa, bởi vì nó dòm cái cốp đầu quá trời đẹp, quá trời luôn. Nước sơn nó vàng nó còn á, cái này ban ngày quay đủ ánh sáng đẹp thì thôi luôn à. Giờ cũng đẹp cái e này à. Cái e này ai rảnh mở ra ha, vệ sinh rồi lại hết biết cái đầu bò đẹp rồi anh đây á. Giờ nè à, đúng chắc luôn nè. Không lẽ mua xe ở đây rồi đời bán ngược có lời sao ta à, bán như 11 triệu hết nhớ. Mở xe đấy thì cũng ngon lắm đó, dậm trong nội anh nè đó, mình còn đợi chờ gì nó cả nè, đẹp nè, đẹp quá. Em ngâm cho mình coi luôn, nắp xúc bắp trên nó bóc xúc bắp dưới chưa mở luôn nha mấy anh. Đây nắp xúc bắp là cái này đây à, mở hai ốc này nè, chưa mở luôn. Bữa nay thực hiện cách ly tốt nha anh, nhậu giờ này mới ngồi với nổi luôn, quá trời dứt kìa. Có ba tay thôi, không có tụ tập đông, ổ biệt nhật luôn, như là cái chè nó còn luôn nha anh. Cái này cũng để vậy luôn, không tháo luôn à. Nè để gì nó mới ngầu mấy anh, còn chìa nè. Mình thực hiện chính sách là theo chủ cũ luôn à, đứng đây hả. Rồi, sao xe mấy cái xe ngoài Bắc nó có chương trình này quá. Gì đây sao cứng ngắc vậy đây, à, cái gì? Rồi cái này chắc không xài quá lâu nó cứng ngắc nè, nha. Rồi có đụng không nghe, đụng vô một phát gãy cầm hết đi, phiền quá. Đồng chống trộm bây giờ nó thuộc về thế loại xe chơi xe kiển rồi. Gối gì ta, lỡ dính trộm nè, nó thuộc ra một chút nhưng mà con cái nó chưa đụng đi cầm. Ừ, 47 sơn đẹp quá, sơn đẹp rất là đẹp. Trời trời à, cộng gì tháng trước nó còn nguyên luôn nha anh. Đó, mình xem giữ được chứ, kể ra cộng dây ô đô luôn, còn rin luôn, còn rin hết luôn đó, quá đẹp. Ừ, mình sườn xám cái này, cái e này dơ nè, cái e này nó bị nặng chịu nhớt nước trong, cái này về mở vệ sinh ra còn nửa bò quá trời luôn, quá đẹp. Hỏi mình mất biết đẹp quá. Anh đổi mày bù 6 triệu được không à, đương nhiên là anh không thể liên lạc được với em rồi à, nói với anh em cũng là người kinh doanh mà, thấy không, cái đầu của em cũng đâu có yếu lắm đâu à. Phải chi nó hài hòa anh em, cái này nắp cam ở trên chưa mở nha em anh, nắp xúc bắp ở trên quá đẹp. Xe đúng chắc, xe thiệt quá đã nha em anh, đẹp. 18 triệu bán cho anh em nào chịu chơi đó. Còn anh khôn quá thì em sẽ tự cách ly à, nha em anh, để em khôn được rồi. Cùng như mấy anh đó thì em thua nha, cùng như anh đó thì em bó tay rồi.
xe bán cho 11 triệu rồi đó, xe mình là 18 triệu. Hồi nào giờ trên kinh thì bác không bao giờ mà kêu cao kêu thách rồi bán ấy đâu, trong khi ấy quá thì bớt 500-700 triệu. Mà khi mua xe mà thích đã, mình đã mê mà đổi rồi đó. Mà đổi cái kiểu đó thì em phải cầm cái nóc chính này em đi vô thế với di động đổi nóc 10 nữa thôi đó. Nóc chính gì quay anh em nhiều khi nó có nét quá này nè, anh em còn nghi ngờ thì giống cái xe này quay thì cầm cái xe này nằm đây gì quay thôi chứ quay đâu ra đâu. Ông điện cho mình ông bảo ở ngoài nó được vậy không, ở ngoài nó đẹp gì không thì nó, em cũng không biết nữa nè, cứ coi sống mà mang có coi phim mà Tâm Quốc Diễn Nghĩa ai phim là gì, nói chung là có Tào Tháo đó. Ui, cái thằng Tào Tháo nó khó chịu vừa gì đa nghi, mấy thằng nào làm nô bộc nó đụng khổ cả đời, khó chịu lắm, đa nghi ích kỷ rất là khó chịu. Chứ gần là tính không xấu thiệt, nhưng mà có cái rồi sống này bớt bớt thôi, mình thả lòng mấy anh thử tin tưởng một ai đó, yêu thương một ai đó, cho đi những gì đó một ít đó mình cảm thấy nhẹ nhàng mới rất ok, mọi người quý mến mình. Có nhiều anh rất là dễ thương, giống anh hôm qua hôm kia lên mua chiếc neo trắng khu chợ neo, mua xong đường sang 500 ngàn, kêu sang mua mồi, sang nó xuống chợ dứt 2 kg ghẹ về anh em nhậu uống không ba lô nghỉ rồi, uống không nhiều nhưng mà có cái nhiệt tình thích chơi để gắn bảo vệ đi. Rất là có nhiều anh em rất là ok. Khi sang trường á, khi mấy anh kêu mày kỹ anh này kia đồ, mấy thằng bó xe gửi xe bó trên trường bình thường 100-200 ngàn, nhiều khi cái động lực anh em nó vui, sống khống khoáng thoải mái. Em thì cái tặng em đi đó, ai tính em tính lời à, ai thoải mái em thoải mái là em nói thiệt với anh nha, cái xe này nè 8760 nè, em bán cho anh em nào bên An Giang rồi, bán rồi đó, mà nói kêu dên kêu gì đó thay nhớt rồi kêu dên đó, rồi gửi trả lại em không sợ cho em bán được đâu, nhưng mà cái xe này là không bao giờ kêu, không bao giờ kêu dên, ngày mai review cho mấy anh xem, nhưng mà chơi đẹp với em không lỗ cắt nào luôn đó. Em bán 40 không thích thay kêu dên đó, em cũng quản quá, em kêu gửi xe lên em trả đúng 40 395 đúng rồi, bớt cho 500 ngàn đó, 395 em trả đúng 395, tại vì anh em chơi đẹp chơi vui vẻ chơi nhiệt tình chơi phóng khoáng, em sẽ phóng khoáng là bởi vì giống như cái lực nhân quả như anh gieo như nào qua nấy thật, có thật đấy, còn nếu mà tính với người ta quá tính lại với mình nha, nó có rõ ràng đó. Ngày mai review với chiếc neo đó, chiếc neo của nó máy cực kỳ chuẩn nha, không có kêu có gì đâu, mấy đó là ngon, xe đúng sắt chạy 70 ngàn rất là ngon, để mai em review cho mấy anh xem. Đó, có nhiều anh em mà mua xe này quay lại lỗ 10% có, 15% có, rồi nhiều anh thì dặn như tốt quá thì phép cũng thu lại đâu để em lỗ đâu. Còn mà tính khôn quá thì anh ơi xe em bán đi rồi em thu lại em rất là khó bán, mong anh thông cảm, nói vậy thôi. Đó cũng là cái nguyên nhân mà xe cũ nó tụi nó bán đi rồi nó không có thu lại được. Xe nhiều lắm mấy em, mình làm ăn lớn mình không có tính toán chi li những cái mà nhỏ nhặt lắm anh, nhưng mà một phần nào rất là khó chịu. Đẹp tiếp rồi rất đẹp nha mày, càng kể cả bụng dưới đẹp quá, hai chiếc y gan với nhau
Rồi ok, clip cũng 20 phút rồi, quay chắc cũng chi tiết lắm rồi đó. Máy thì nó, mấy anh em là bao bít, anh em nào coi cảm thấy ok thì liên hệ để ủng hộ phép xe máy nha anh em. Mùa dịch bệnh này thì anh em cứ chuyển khoản thôi, rồi một công việc khác thì để phép lo cho anh em, chứ cũng hạn chế đi lại. Chúc anh em có sức khỏe thật tốt để vượt qua mùa dịch bệnh nha anh em. Phép thân chào anh em.